Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo sinh học khoa phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về calendar. Thì calendar nó sẽ quản lý thời gian ở trong Android. Thời gian nó có thể bao gồm giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm, múi giờ, vân vân. Bây giờ mình vào project mình sẽ tìm hiểu về calendar nó như thế nào. Thì trước tiên ở layout mình sẽ có một cái tag view để mình sẽ in ra cái phần giá trị của thời gian ha. Rồi, ví dụ cho đây là 18 SP và mình sẽ đặt ID khai báo xài cho nó. Tag view time. Vào main activity mình sẽ khai báo ánh xạ cái tag view này. Date time. Thì thay vì mình phải lock toss thì mình sử dụng cái tag view này để mình gán cái giá trị ra để mình dễ xem ha. Thì đầu tiên đó nó để quản lý về thời gian nói chung ngày năm giờ phút giây kể cả múi giờ luôn thì nó sử dụng là calendar. Đó, bạn gọi calendar. Và calendar ở đây mình sẽ có hai cái. Nó chỉ khác nhau cái thư viện. Thì ở đây bạn chọn của java.util ha. Đây. Lưu ý. Chọn thư viện java chấm YouTube. Lưu ý đó ha, ví dụ calendar bằng khởi tạo của nó thì bạn gọi calendar.getIntent. Đó là khởi tạo calendar. Giống như calendar và những ứng dụng mà trong app của bạn hay để là việc lịch đó, thì nó là thời gian á, nên gọi calendar. Thì đầu tiên mình sẽ lấy về cái thời gian xem nó có được cái gì đây. Thì mình gọi set tag ha. Gọi calendar.getTime. Và cái time ở đây nó trả về là cái ngày của mình nè à. Thì do đó trả về ngày nó không phải là một cái kiểu chuỗi mà mình đang set test. Thì đó mình sẽ cộng với một cái chuỗi rộng. Mình sẽ lên kiểm tra xem cái time nó trả được cái gì và toàn bộ thời gian nó có. Thì đây trả ra đây. Thì do cái máy ảo mình đang chạy là ngôn ngữ tiếng Anh á thì nó hiển thị ra thứ tư nè 15 tháng 3 15 giờ 55 phút 59 giây GMT cộng 7 và 2017. Đó là ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, thứ và cả múi giờ nó đã cho mình và sau GMT. Đó là khi mình gọi getTime ra cho nó. Đó, nó toàn bộ ha, lưu ý get time trả toàn bộ mình tất cả luôn ra mình thấy. Thì ở đây thay vì set text mình sử dụng cho nó append đi để mình lưu lại những cái sao mình vẫn còn thấy được gì nó rồi mình cộng cho nó chuyện nào ha. Rồi t time bây giờ cũng chấm hộp pen. Thì cái tiếp theo thay vì mình phải lấy hết, bây giờ mình sẽ lấy thử từng cái. Bây giờ mình lấy về ngày tháng năm trước, mình gọi calendar. Nếu chỉ get time lại lấy chung hết, bây giờ nó chỉ get thôi, rồi mình cho một cái thuộc tính đưa vào cho nó. À, chấm get rồi trong đây gọi cái hàm calendar của Java util chấm. Dù mình lấy đầu tiên là về cái ngày. Đây, chấm date đây. Thì khi bạn chấm date đây nè, cần báo cái gì đây? Thì nó cần hiển thị làm cái chuỗi và pen là cái chuỗi mà mình để kiểu in thì chúng tương tự như vậy ha. Mình cộng cho nó một cái sự nào chuỗi trong đó để sự nào sẵn xuống dòng luôn. Giờ mình sẽ run lên. Bây giờ mình xem ha. À, Hello World nó còn. Thì nó vẫn là cái thời gian đầu tiên nè. Rồi số 15. 15 ở đây là cái ngày của mình thì mình sẽ xét lại test ở ngoài. Đầu tiên là hero này bỏ đi và kích thước chữ thay cho nó to to tí 24. Rồi nó nằm ra. Rồi tiếp theo mình vẫn gọi chấm append để mà mình sẽ lấy tới cái hàng ngày thì có tháng.
vẫn là chấm get, mình truyền vào calendar chấm mình đấy, có cái hàng và mình cộng cộng với suyệt n. Thứ nhất là nó để xuống dòng, thứ hai là để cho nó ép thành cái chuỗi nha. Đây, nó trả ra cho mình nè. Số 15 là tháng, đúng có ngày, còn số 2 là cái tháng. Và trong khi mình thấy ở trên này nó vẫn trả mình được tháng 3. Nhưng khi mà bạn gọi tháng một mình, nó chỉ trả ra số 2. Thì bạn có thể ghi chú lại ở đây là nó chỉ tính từ 0 tới tháng khi bạn gọi một mình. Tháng tính thì 0, 1, vậy đó 2, cho tháng 3 trả ra số 2. Hoặc là cái tháng nó bị trừ 1 đi. Ngay cho đó là khi bạn gọi một mình thì lưu ý nha. Cái phần tháng. Rồi tiếp theo cũng là pen calendar get và mình truyền vào tiếp theo là cái năm year vẫn cộng với street n. Đấy, năm thì nó ra được 2017. Đó là về ngày, tháng, năm. Tiếp theo mình sẽ qua về giờ, phút, giây. Thì trước khi mà mình qua về giờ, phút, giây á, mình sẽ ở đây mình thấy là mình nếu mình in ra riêng lẻ như vậy thì mình tách được rồi. Nhưng thường người ta muốn sẽ lấy về định dạng là ngày, tháng, năm liên tục một cái chuỗi. Thì cách thứ nhất là bạn có thể gọi nguyên chỗ này nè, bạn nói chuỗi lại thì cũng ra được ngày tháng năm, nói chuỗi để bạn tách thêm dấu xuyệt xuống cho nó. Nhưng kết lại thì nhìn rất là dài dòng. Thì ở đây mình sẽ có một cách nó đơn giản hơn để mình làm như vậy. Nó có một cái hàm dùng để định dạng về cái ngày cho mình ha, định dạng ngày. Thì bạn gọi một cái hàm nó tên là symbol date format, vô mình đặt tên cho nó định dạng ngày đấy, bằng new symbol date format ở đây. Trong đây bạn truyền vào cái chuỗi cho nó cái quy tắc đặt tên là cái gì đây. Thì quy tắc đặt tên của nó, ví dụ bây giờ mình muốn cho nó là định dạng ngày tháng năm, ví dụ là 12 tháng 12 2017 chẳng hạn, định dạng kiểu như vậy. Thì bạn truyền vào trước tiên là cái ngày thì truyền vào hai chữ D. Muốn định dạng mỗi cách nhau dấu xuyệt thì mình xuyệt, rồi tới cái tháng thì hai chữ M viết in, viết in nha. Cuối cùng năm là bốn chữ Y, đó là cái chuỗi định dạng nha. Thì tiếp theo mình định dạng từ cái phần get time nó trả tất cả nè, giống khúc đầu đây. Thay vì nó trả hết, bây giờ muốn định dạng lấy theo đúng cái ngày tháng năm đó. Rồi vẫn gọi date time append nha. Sẽ test cái nó mất hết rồi. Mình gọi định dạng ngày chấm format. Mình sẽ đưa vào cái thời gian. Thì thời gian chính là thằng calendar chấm get time. Ở đây. Rồi nó định dạng trả mình cái chuỗi ra ha. Giờ mình lên lại thử xem coi đúng định dạng của mình vậy không. Đấy, 15 tháng 3 2017. Đấy, khi gọi tháng mình á là nó tính từ 0, hồi nãy nó trừ 1. Nhưng khi bạn định dạng theo get time cho nó trả ra thì vẫn đầy đủ là tháng 3. Để nó có cái lạ đó nha, mình nhớ lưu ý rồi nó. Để khi mình gọi một mình đó thì nó sẽ bị sai số nha, thì bạn hãy cộng lên. Còn nó khi gọi đầy đủ định dạng nó lại thì đúng là 15 tháng 3. Theo cái giờ của thiết bị nha. Giờ của cái máy ảo đang chạy nè. Giả sử nó chạy đúng chạy sai gì đó, lấy giờ của cái điện thoại đó. Chứ không phải là giờ server nha, của theo thiết bị của mình. Nó phụ thuộc thiết bị mình đúng hoặc sai, nó lấy ra. Ra về định dạng ngày, mình chiêu sim một format đưa vào ngày nè, tháng nè, năm rồi cái định dạng. Rồi tiếp theo mình qua về giờ phút giây. Thì vẫn tương tự ha, chấm append mình gọi calendar chấm get, đầu tiên là cũng là giờ chấm chấm hour vào, nó đang là một cái con số á, nó trả con số thì mình cộng cũng xuyệt n cái chuỗi vào. Đây, nó trả cho mình được con số là số 4 nè. Ở đây mình thấy nó bị dính lại ở trên, do ở trên đây mình không có suyệt n. Đấy, mình trả lại ha.
Đây số 4 này là 4 giờ. Mà trong khi của mình á, mình thấy đồng hồ đang để là 16 giờ 4 phút. Đúng không? Vậy nếu mình ra giờ thì nó 4 giờ, bữa 4 giờ chiều còn vẫn chính xác là 4 giờ sáng. Đó mình không chắc được nếu mình để như vậy. Bây giờ vẫn như vậy. Mình gọi giống như vậy luôn ha. Nhưng nãy khi chấm giờ, nếu bạn để ý nè, ở đây là chấm giờ. Nó có một cái nữa là giờ của ngày. Vậy mình thử cái đó xem nó trả ra cái gì. Nếu chỉ chấm giờ không, nó trả ra là số 4 dù đang đã là 16, 16 giờ vẫn hiện là 4 giờ. Đấy, bây giờ nó trả được 16. Thế là nó là giờ của ngày, nó tính là định dạng là 24 giờ, nó mới trả lại được 16. Còn nếu chỉ giờ không thì trả định dạng là 12 giờ. Đó là cái lưu ý khi mình sử dụng về đơn vị giờ, chỉ gọt mình nó ha. Rồi phần phần giây thì bạn có thể ghép ra tương tự, nhưng mình sẽ không đề cập tới, là nó giây ít khi mình sử dụng không, chỉ xung giờ và phút. Nhưng tiếp theo mình cũng muốn trả định dạng đúng là giờ, phút, giây giống như cái ngày tháng năm khi nãy. Và vẫn sử dụng Simple Death Format ở đây. Mình gọi lại cho nó ha. Simple Death Format. Ví dụ mình để nó định dạng giờ bằng New Simple Death Format. Mình cũng đưa vào cái chuỗi cái tắt định dạng cho nó. Giờ mình cũng muốn trả cho nó như là 10 16 giờ 5 phút 22 giây chẳng hạn. Nhưng để như vậy. Đấy mình cũng đưa vào. Thứ nhất là giờ thì mình sẽ để vào là hai chữ H. Muốn cách vào vô hai chấm, phút là hai chữ M thường và giây thì hai chữ S. Rồi. Bây giờ mình gọi data time cũng chấm mặt pen. Mình đưa vào định dạng giờ chấm format và cái giờ của mình là lấy giờ hiện tại nè, calendar chấm get time. Và mình cũng cộng với một cái là xuyên này. Để cho nó xuống dòng thôi nha. Đây mình thấy là nó trả được 040647. Tức là nó là 16 tương đương nha, 16 giờ 6 phút 47 giây. Thì cái giây nó sẽ lấy ngang thời điểm nó run app lên. Bây giờ mình thấy mình dễ muốn trả nó 16 thì sao? Thì một chút mình sẽ có một cái phần để mình nói. Và hiện tại ví dụ mình đã sao DD minh minh ở đây nè, hoặc là giờ phút giây người như vậy. Vậy giả sử nếu mình muốn mà nó để số 4 như vậy rất là khó, như thế thêm này này. Dù cách làm thêm chữ A, định dạng chữ A nó coi nó làm được cái gì nha. Nó là 040728 giây để chữ là CH. Lại viết tắt của chữ chiều. Hoặc là SA sáng, AM hoặc là PM. Đó là chữ A nó trả ra cho mình là phần thời gian sáng hoặc là tối. Đó là phần định dạng. Bây giờ để muốn định dạng những cái chuỗi khác nhau trong Simple Death Format á, thì bạn có thể search Google under Android Simple Death Format xem nó có hướng dẫn những định dạng gì. Đây mình sẽ thử tìm cái từ khóa là Android Simple Death Format. Thì như vậy, bạn vào cái link đầu tiên luôn của phần developer của Android. Rồi mình kéo xuống ở phía dưới. Ở đây nó có cái bảng về ngày và giờ hoặc là những cái quy tắc của nó. Theo đang xem ha. Ví dụ khi nào những cái mình đã sử dụng rồi là chữ Y thường là nó trả về cái năm nè, một cái mẫu của nó. Rồi, M in là trả về tháng trong năm. Là chữ D viết thường là ngày trong tháng, nhưng trả là tháng từ 1 tới 31 á. Là chữ A nữa là trả đánh dấu là AM PM. Rồi chữ H viết thường thì trả là cái giờ là định dạng từ 1 tới 12 nè. Hoặc là giây là second. Bây giờ tương tự bạn có thể áp dụng lại. À, ví dụ bạn muốn định dạng cho để xem à, cái giờ khi nãy đi ở đây nè, ví dụ là để 04 nè, vì nó là thay vì chữ H khi nãy nó viết thường á là 1 tới 12, bây giờ mình để chữ H viết in nó đã là từ 0 tới 23, nó định dạng lại. Hoặc là chữ K, ví dụ để chữ KK là giờ định dạng từ 1 tới 24 giờ. Hoặc là nó có vài cái cũng tương đối hay trong đây nè, ví dụ nó đã để là tên ngày trong tuần. Ví dụ là thứ ba thì nó trả ra thứ ba, thứ hai, chủ nhật gì đó là chữ E, bạn gọi định dạng của nó. Hoặc là ngày trong năm,
có cái này, ví dụ bạn muốn tương tác trong thời điểm đó bạn lưu lại dữ liệu nó cái ngày đó ngày thứ mấy trong năm, ví dụ nó trả là từ 1 tới 365 ngày, nó đâu có khoảng ngày trong năm là chữ D viết in, còn chữ D viết thường là ngày trong tháng để mình trả là cái tháng ngày thứ bao nhiêu, như hôm nay là 17, 16 gì đó nó trả ra đó. Bạn cần tham khảo cái bảng ở trong đây thì bạn chỉ cần nhớ những cái nào mình hay sử dụng nó thôi, còn những cái nào mà lạ lạ thì bạn cứ vào đây mình xem cái thuộc tính cái bảng này hoặc lưu cái bảng này về ha. Đó là trong function simple default format, bạn có thể tham khảo luôn nữa thêm nữa tí xíu nữa trong simple default format của Doc của Android. Thì quay vào đây thì bạn nhớ là calendar nó dùng để get cái thời gian trong Android, và khi bạn chạy gọi calendar get time lấy thời gian hiện tại nha, ngay thời điểm nó chạy lên. Và lưu ý mình chọn thư viện của java.util. Trong đây bạn có thể lấy riêng lẻ ngày tháng năm hoặc là giờ phút giây, ngoài ra muốn định dạng nó ra đúng á thì dùng simple default format như mình vừa mới làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.